Thật là làm việc quân hầu phải chờ lâu rồi Hàng Lập khích khí nói ra Rồi cùng với Nam Lũng Hầu đi vào bên trong Khi vào bên trong Rồi Hàng Lập liền rùng mình Bên trong trống rỗng không có ai cả Nhưng hắn dùng thần thức quét qua Thì phát hiện có cấm chế dao động trong phòng Cùng lúc đó Nam Lũng Hầu cũng phát hiện ra Hành động của Hàng Lập liền cười nói <cười> Ở chỗ bổng hầu có động tay chân chút Tất nhiên không có cách nào giấu được đạo hữu đâu Hàng đạo hữu xin theo ta Nam lũng hầu nói xong liền tiện tay bắt pháp quyết một mảnh kim hà từ trong tay áo của hắn bắn ra. Kim hà đi qua, trong phòng bạch quang chớp động, huyễn tượng biến mất, sau đó xuất hiện ra một cái thềm đá màu ngâm đen. Nam Lũng Hầu không có nói lời nào liền đi xuống, Hàn Lập nhíu mày cũng không do dự mà theo hắn đi xuống luôn. Thềm đá này rất ngắn, chỉ cần bước vài cái thì tới một cái đại sảnh rộng lớn dưới lòng đất, có vài khối nguyệt quang tỏa ra ánh sáng bàn bạc chợt sáng chợt tối cho nên nhìn cũng không có rõ ràng lắm. Ở bên trong có 7, tám gã tu sĩ, Hiện có sáu gã đang ngồi ở trong đó, có một nam và một nữ sống vai ngồi bên nhau. Mấy người này vừa thấy nam lũng hậu cùng với hàng lập đi vào, liền đưa mắt nhìn tới. Là ngươi! Một nam tử đang đứng, vừa thấy hàng lập sắc mặt không khỏi đại biến kêu lên. Nghe như vậy, dường như hắn đã nhận ra được hàng lập. Hàng lập nghe vậy liền sửng sốt, tinh quang trong mắt lóe lên rồi dừng lại trên người này thì ra là một gã kết đang hậu kỳ. Nhưng kết quả lọt vào mắt hắn là một cái mặt nạ màu bạc. Hàng lập thấy vậy liền ngẩn người ra, sau đó nhếch miệng lên, nở ra một nụ cười bông đùa. Thì ra cái vị nam tử này ngày trước đây đã từng đuổi giết hắn, làm cho hắn gần như không còn đường thoát, chính là thiếu chủ của quỷ linh môn. Cũng chính là cái mặt nạ này, cũng là bộ dáng này. Năm đó chính là một thiếu niên càng rỡ mà bây giờ đã xuất hiện ra một vẻ mặt tang thương kinh sợ. Không nghĩ tới, ở trong này lại còn gặp lại được cố nhân ngày xưa, thực sự làm cho hàng mẫu không thể nào nghĩ ra. Làm thế nào có thể chứ? Người, người đã ngưng kết thành nguyên anh. Giọng nói của vị thiếu chủ quỷ linh môn so với trước đây có khàn khàn một chút, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi bất luận ai nghe qua cũng biết rõ sao lại thế này ngươi biết vị đạo hữu này sao ngồi ở trước vương thiền là một gã hắc bào lạnh lùng hỏi nhị bá người này chính là người họ hàng mà ta đã từng nói qua giờ năm đó là một tu sĩ của hoàng phong cốc đó không cần phải nói nữa bây giờ hàng đạo hữu đó là tu sĩ nguyên anh kỳ rồi thì làm sao có thể so đôi với một kẻ giảng bối như người chứ vị hắc bào trung niên này với bộ mặt nho nhã trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc sau khi nhướng mày một cái không chút chần chờ rồi nói sau đó người này hướng tới hàng lập với vẻ mặt ôn hòa nói tại hạ quỷ linh môn dương thiên cổ sự việc năm đó tiểu chất của ta không biết trời cao đất dày nên đã mạo phạm nhưng bây giờ xin nể mặt tại hạ hy vọng đạo hữu không so đo lại việc này nghe khẩu khí của người này dường như hướng tới hàng lập giải thích cho rõ ràng năm đó ta cùng dương đạo hữu có chút hiểu lầm nhỏ nhưng sự việc xảy ra cũng đã nhiều năm rồi nên hàng mẫu cũng không còn nhớ nữa các hạ không cần phải lo lắng đâu hàng lập hướng ánh mắt tới người hát bào ngoài miệng thì khẽ cười nói dường như không quan tâm tới việc ngày xưa nữa nhưng trong lòng hắn lại thầm nhủ cười lạnh một tiếng năm đó vị thiếu môn chủ của quỷ linh môn này hai ba lần muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn thậm chí hắn còn phải mạo hiểm dùng tới truyền tống trận mời trời đi thiên nam mối hận này làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua được chứ nếu không phải trước mặt có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ hơn nữa là môn chủ của quỷ linh môn cũng có ở đây nếu không thì hắn đã lập tức ra tay lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương rồi nhưng lúc này chỉ có thể ngước mắt mà nhìn xem những người ở đây là ai có phải là người của ma đạo hay không nếu có thù mà không báo thì sợ rằng sẽ bị đối phương sẽ liên kết với nhau tiêu diệt. <laughs> hàng đạo hữu thì ra xuất thân từ Hoàng Phong Cốc, ta còn tưởng đạo hữu xuất thân từ Lạc Dân Tông nữa hết chứ. Nhưng mà đạo hữu có thể bỏ qua thù cũ thì đây cũng là một việc tốt. Dù sao bổng hậu mời các chị đến đây cũng không hy vọng có bất cứ việc gì không hay xảy ra. Lúc này Nam Lũng Hậu mới ngắt lời nói ra. Vương Thiên Cổ nghe vậy liền cười. Là một người tâm cơ thâm trầm thì hắn không thể nào dễ dàng tin được những lời của Hàng Lập vừa nói. Dù sao thì hắn cũng ra vẻ gật gật đầu rồi nói Đạo hữu lòng dạ trọng lượng nhưng mẫu thật sự là khâm phục Nhưng mà hàng đạo hữu hãy yên tâm đi Khi về nhà ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo là tiểu chất của ta Nhưng mà đạo hữu làm sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Mới có 200 năm mà từ tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ vậy Việc này thật sự làm cho người ta không thể tin được đó nha vì vậy có thể nói trong vòng không quá 100 năm Thì đạo hữu chắc chắn có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ Cũng không phải là việc khó Ta thực chất ngu độn Thực sự còn lâu mới theo kịp Lời nói này vừa ra khỏi miệng, các tu sĩ khác bao gồm cả nam lũng hầu sắc mặt đều biến đổi. Hàng lập thầm kêu không ổn, trong lòng thực sự là căm hận cái vị quỷ linh môn tu sĩ này. Những lời này vừa nói ra đã làm cho hắn trở thành một biên ngắm cho mọi người. Đạo hữu năm nay chưa đến 300 tuổi sao? Một vị hán tử nước da ngâm đen đang ngồi im lặng ở một góc phòng lên tiếng hỏi. Dương môn chủ thực sự là biết nói đùa đó nha. Tại hạ cũng mới vừa ngưng kết Nguyên Anh không lâu, làm sao có hy vọng tới mức là Nguyên Anh hậu kỳ chứ. Việc này không biết cần thêm mấy trăm năm nữa mới có thể được đây. Hàng Lập trả lời hời hợt, rồi đưa mắt quét nhìn một lượt hết thảy mọi người ở trong phòng. Lúc này hắn mới phát hiện ngoài vương thiền ra, bên cạnh còn có một vị mỹ phụ dung mạo thật là xinh đẹp, cũng có thu vi kết đan hậu kỳ, đứng song song với vương thiền ở phía sau vương thiên cổ. Vị nữ tu này có bộ dáng thật là bình tĩnh, không giống như những nữ tu bình thường khác. Nghe nói năm đó, đệ nhất gia tộc là yến gia của Việt Quốc. Sau khi gia nhập vào quỷ linh môn, cũng đã đem nữ tử của gia tộc của Thiên Linh Căn là Yến Như Yên gả cho Vương Thiền. Chẳng lẽ chính là người này? Hàng Lập không khỏi nghĩ đến việc này. Còn về sáu người kia, toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Thậm chí còn có cả một vị lão giả không râu mặc bạch bào giống như là Nam Lũng Hầu, đều có thu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Hàng Lập liếc mắt nhìn qua cái nhóm người này một cái, sau đó gặp phải ánh mắt của một lão giả liền giật mình một cái. Chỉ cần nhìn một cái, đối phương đã làm cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh như cắt, dường như muốn vỡ cả tâm can làm cho hàng lập vô cùng lo lắng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thường như không có gì rồi nghiêng đầu một cái tránh đi ánh mắt của đối phương lão giả thấy như vậy khóe miệng nhếch lên cười nhạt lúc này nam lũng hầu sắc mặt vẫn như thường vẫn bắt chuyện mời hàng lập ngồi xuống hàng lập cũng không có khách khí tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống sau đó cười cười đưa mắt liếc nhìn vương thiền một cái vị thiếu chủ của quỷ linh môn này dựa vào vương thiên cổ mặc dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại như thường khi nhìn thấy ánh mắt của Hàng Lập hắn cũng vô cùng kiên kỵ. Khi xưa, Tu Vi so với hắn giống nhau, còn bây giờ đã ngưng kết thành Nguyên Anh rồi. Điều này làm cho hắn thực sự kinh sợ, căm ghét và ganh tị với hắn. Khi ánh mắt nhìn tới Yến Như Yên, Hàng Lập thấy hai mắt trong suốt dị thường, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Hàng Lập thấy như vậy, cười lạnh một tiếng rồi cũng không chú ý tới họ nữa. Nam Lũng Hầu là người đầu tiên chuẩn bị đi ra, khi đó cất giọng lên nói mấy vị đạo hữu đây có vị là tu sĩ chính đạo có vị đến từ ba đạo tông phái còn có độc lai độc giảng tán tu nữa nhưng tất cả các vị đây giống như một điểm đó là ai ai cũng có thần thức vô cùng cường đại ta mời các vị tới đây có một nguyên nhân trong đây một số thì đã biết rồi nhưng phần lớn là chưa biết rõ được sự tình cho nên bản hậu một lần nữa đem sự việc nói cho các vị hiểu rõ thêm một số chi tiết rồi sau đó mọi người hãy tự quyết định là lần này có tham gia hay không nếu là không muốn tham gia thì bản hậu tuyệt đối sẽ không dám cưỡng ép Hàng Lập nghe như vậy, tinh thần liền rung lên, bắt đầu chú ý lắng nghe. <laughs> Nếu người khác thì ta không nói tới, nhưng hãy cái tên tiểu bối của quỷ linh môn sao lại ở đây chứ vậy? Đây là có ý gì? Không muốn nói tới bản thân ta thì lấy thần thức hai người không thể so sánh được. Ngồi đối diện với hát bào tu sĩ là một gã tu sĩ mặt lạnh như băng, đột nhiên nói ra một câu không có dấu hiệu gì báo trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn tới vương thiên cổ, dường như có gì đó coi thường. Hàng Lập thấy như vậy trong lòng vừa động, vô đạo hữu nè, ngươi lần này nhìn không đúng rồi, mặc dù hai người này tu vi không cao nhưng lại tinh thông bí thuật á. Một khi liên thủ thì có thể hợp nhất hai thần thức lại với nhau trong một khoảng thời gian, cũng không kém gì ta đâu. Phải biết rằng á ta đây chính là tìm kiếm những tu sĩ có thần thức cường đại nhưng thực sự lại không giống nhau. Có vậy vậy đạo hữu tu luyện các loại công pháp đặc biệt hoặc là trời sinh thần thức cường đại hơn người, hoặc là còn có các loại pháp bảo có thể cường hóa thần thức. Nếu như không bản hậu cũng không mời tới đây làm gì đâu. Nam Lũng Hầu dường như biết trước được sự việc này, liền lên tiếng nói ra. Một khi đã là như vậy thì xem như lời vừa rồi của vũ mẫu xem như là chưa có nói gì đi. Tu sĩ mặt lạnh không thay đổi, nói. Những tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì nữa, nhìn tới Nam Lũng Hầu im lặng lắng nghe Nam Lũng Hầu nói chuyện. Lần này ta mời mọi người tới đây, kỳ thật là muốn mọi người cùng ta đi tới Mạc Lan Thảo Nguyên một chuyến. Nam Lũng Hầu nhìn qua mọi người một lần rồi chậm rãi nói. Mạc Lan Thảo Nguyên? Sau khi nghe Nam Lũng Hầu nói như vậy, phần lớn các tu sĩ liền kinh ngạc, Hàng Lập nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi. Nam Lũng Quân à, không có nói sai chứ, muốn đi mặt lang thảo nguyên thật sao? Vị tu sĩ mặt lạnh nọ nhướng mày lên hỏi, dường như không tin chính mình đã nghe những lời này vậy. Còn những tu sĩ khác sắc mặt cũng đồng thời thay đổi. Những người này đều là những vị lão quái nguyên anh kỳ. Ai cũng đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp nên mới còn sống tới bây giờ. Mặc dù hoảng sợ nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chờ xem Nam Lũng Hầu trả lời như thế nào. Đạo hữu hiểu lầm rồi, Ta nói muốn đi mộ lang thảo nguyên nhưng chỉ ở vòng ngoài khoảng 100 dặm mà thôi chứ không có đi vào sâu bên trong đó. Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích. Nơi đó thật sự là một nơi rất là nguy hiểm đó. Ta nghe nói người mặt lan vài năm qua đã tích xúc dưỡng sức rất là nhiều. Giờ muốn quật khởi lên, mặc dù chỉ là bên ngoài của thảo nguyên nhưng cũng rất là nguy hiểm. Sợ rằng so với chúng ta cùng cấp pháp sĩ tu luyện cũng rất là nhiều. Mà cho dù pháp bảo của pháp sĩ có ít một chút nhưng tu duy cùng công pháp lại không dưới các tu sĩ chúng ta. Hơn nữa bọn họ lại thinh thông địa linh thuật nữa, uy lực vô cùng thần kỳ ngoài ra bọn họ còn ám hiểu dựng phối hợp liên kết đánh địch nữa nếu như không may bị phát hiện thì cho dù giữ được cái tính mạng nhưng cũng khó mà toàn thay chạy ra được đó nha tu sĩ mặt lạnh lắc đầu nói xem ra đối với việc này cũng rất là e ngại pháp sĩ thật sự là khó đối phó đó ta như thế nào lại không biết được chứ nhớ lại năm xưa ta cùng với một gã pháp sĩ nguyên anh kỳ đánh nhau tới ba ngày ba đêm hắn mặc dù kém hơn ta một bậc còn pháp bảo thì lại hơn ta rất xa nhưng mà khi đánh nhau thì hai bên cũng không có làm gì được nhau cả Nam Lũng Hầu sắc mặt đanh lại nói Đã như vậy thì Đào hữu xin cứ hoãn lại ý định đi đến mộ Lan Thảo Nguyên đi Xem ra nơi đó chắc có thứ gì đó quý giá Nếu không Nam Lũng Hầu huynh cũng sẽ không dám mạo hiểm đi tới đâu Vương Thiên Cổ bỗng nhiên mỉm cười Sau đó chậm rãi nói <laughs> Dương Quỳnh đúng là hiểu rõ ta đó Các vị đây có ai nghe nói đến tên của Thương Khôn Thượng Nhân như vậy Nam Lũng Hầu vừa nói ra xong tin người này Thì mọi người dường như đã có biết qua rồi thương không thượng nhân hả năm ngàn năm trước chính là một người đã làm cả chính ma lưỡng đạo thiên nam phải khiếp sợ đó sao thì ra lời này là của một vị lão phụ nhân nghe được lời này liền động dung lúc này hai mắt bắn ra một lũ tinh quang rồi mở miệng nói thay phụ nhân đúng là như vậy đó chính là vị đã làm náo động cho cả người của chính ma lưỡng đạo phải gọi là người điên nhưng cũng không ai chính thức thừa nhận việc này nhưng mà cái vị cuồng tô này đúng là người ăn to nói lớn đó lúc đó được xem là một vị tán tu đệ nhất ở thiên nam này đó một thân thần thông cao thăm khó lường khắp cả anh thiên nam cũng không có ai là đối thủ cả cho dù năm đó đại trưởng lão của học hoàng tông cùng với chánh đạo minh chủ được mọi người công nhận là hai vị cao thủ đứng đầu ở thiên nam mà cũng không chắc thắng được cái vị cuồng tu nửa điên nửa tỉnh này nữa việc đó ai cũng biết cả nam lũng hồ với vẻ mặt căng ra rồi trầm giọng nói bây giờ đạo hữu nói được tên của người này chẳng lẽ việc này có liên hệ gì với ngươi sao vương thiên cổ với vẻ mặt cổ quái nói <laughs> Dù Huỳnh nói vậy lần này nơi chúng ta đến chính là nơi tạ hóa của thương không thượng nhân Mà nơi này đã được bố trí cẩn thận ở một động phủ bí mật rồi Nam Lũng Hầu ngưng trọng nói Không có khả năng Năm đó không phải cái vị cuồng tu này đã bị mọi người phẫn nộ dây công và bị đánh chết tại đương trường hay sao chứ Vì lão phụ nhân này lắc lắc cái đầu như một cái trống rung ra vẻ không tin những lời nói này Nam Lũng Hầu nghe như vậy chỉ cười nhẹ Đang định lên tiếng giải thích Thì vị lão giả Nguyên Anh Trung Kỳ mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng Năm đó thương không thượng nhân không bị đánh chết tại chỗ mà hắn bị buộc phải tự bạo đi một cái khôi lỗi sau đó thi triển đạo thuật giấu trời qua biển rồi mượn cơ hội chạy thoát đi. Năm đó những tu sĩ dây công đánh hắn cũng không biết được việc này. Vì vậy bọn họ vẫn lấy việc đã đánh chết hắn được thương không thượng nhân mà truyền ra ngoài. Nhưng mà thật ra sau trận chiến ấy vì thương không thượng nhân này nguyên khí cũng bị đại thương rất khó bình phục được tất cả thần thông của mình. Vì vậy mà sau khi tỉnh dưỡng mấy năm thời gian Cùng với động phủ của mình biến mất Không còn chút tông tích gì cả Từ đó về sau không còn ai nhắc tới nữa Rồi sau đó ta cùng với năm lũng đạo huynh Tìm được nơi tọa hóa cuối cùng của hắn Rồi từ đó mới tìm được một số tin tức còn lưu lại Nên mới biết được năm đó nơi mà thương không thượng nhân mất tích Chính là trụy ma cốc Nhưng lúc đó hắn đã liều chết xong vào trong cốc này Mà vẫn sống rồi trở về thành đệ nhất nhân ở trong trụy ma cốc Sống dạo trĩ ma cốc mà còn sống hả Điều này sao có thể chứ Lão phụ nhân giọng nói có chút the thé kêu lên Mặt đầy vẻ kích động Những người khác ngoài trừ nam lũng hầu Kể cả hàng lập cũng đều phải hít một hơi khí lạnh Đại bộ phận bọn họ Một số thì khiếp sợ khi nghe tin tức kinh người này Còn phần khác thì chỉ biết đoán già đoán non mà thôi Lúc này mọi người chỉ biết nhìn nhau Cho dù việc này là thật Thì nó với mộ lan thảo người có liên quan gì tới nhau chứ Chẳng lẽ cái dị thương khôn thượng nhân này lấy được bảo vật từ trong trụy ma cốc xong rồi đem tất cả đi chôn giấu ở một nơi bí mật nào khác sao? Vị tu sĩ với khuôn mặt ngâm đen, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ rồi cười lạnh hỏi thăm, ra vẻ không tin lắm. Bệnh đạo hỏi nói vậy mặc dù không chính xác nhưng cũng đúng khoảng 7, 8 phần. Theo nơi mà thương khôn thượng nhân chết còn lưu lại một số tin tức, dường như hắn đã trong trụy ma cốc không lâu, rồi vài năm sau thì lại đi ra bên ngoài rồi tỏa hóa, không biết là do vết thương cũ tái phát hay là do lúc ở trong trụy ma cốc bị thương nặng nữa. Nhưng chắc chắn là người này đã lấy đi ra khỏi trụy ma cốc không ít là bảo vật đó Mà vào năm đó nếu những bảo vật này được vị tán tu này chọn lấy thì khẳng định không phải là tầm thường Hơn nữa năm đó thân phận của người này chỉ là tán tu mà đã có thể trấn áp được các thế lực mạnh khác Thì công pháp cùng với pháp bảo của hắn thì chắc chắn là thuộc lộ quý hiếm rồi Lần này đi mộ lan thảo nguyên tìm kiếm nó không biết các vị có thích đi hay không Nam lũng hầu nói một hơi dài mà sắc mặt vẫn không đổi Chúng ta nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng đi như vậy, pháp sĩ bình thường làm sao dám ngăn cản chúng ta chứ? Nếu mà thực sự gặp phải việc gì ngoại ý muốn thì chúng ta vẫn có thể phá dòng dây mà chạy. Vì vậy vấn đề nguy hiểm sẽ không còn nữa. Còn bây giờ nếu vị đạo hữu nào không đồng ý thì có thể rời đi. Còn ta sẽ tìm một hai vị cho đủ để đi đi. Ta đây có vài lời sẽ nói rõ cho các vị biết. Bạch Sam lão giả sắc mặt không đổi bổ sung thêm. Nghe xong lời nói này của hai người Nam Lũng Hầu và Bạch Sam Lão Giả, thì trên mặt của Vương Thiên Cổ, Lão Phụ Nhân cùng với những vị tu sĩ khác có vẻ trù trừ không dám quyết định. Đúng lúc này, Hàng Lập lại mở miệng hỏi. Hàng Mộ có chút khó hiểu là hai vị đã biết rõ vị trí rồi, vì sao còn muốn triệu tập bọn ta đến đây làm gì chứ? Không bạn đến việc thần thức cường đại hay là nhân tài, chẳng lẽ nơi đó rất khó đi tới sao? Hay là những việc đó cùng với việc mở ra cửa động phủ có liên hệ gì với nhau? Hàng Lập chậm chậm nói ra những nghi hoặc mà trước giờ hắn vẫn giữ ở trong lòng. Hàng đạo hữu không hỏi vấn đề này thì chút nữa bản hầu cũng sẽ nói rõ tất cả thôi. Hai người bọn ta một khi đã có thể chiếm được các loại bảo vật đó thì tất nhiên sẽ không muốn người khác có được rồi. Nhưng mà lần trước á, chúng ta lặng lẽ tiến vào mộ Lan Thảo Nguyên kiếm được động phủ đó, mặc dù địa phương đó rất là bí ẩn, nhưng do dựa vào những chỉ dẫn còn lại của Thương khôn Thượng Nhân thì sau một chút thời gian tìm kiếm thì cũng tìm ra được. Nhưng có một vấn đề phiền toái đó chính là bên ngoài động phủ lại có pháp trận thượng cổ rất là thần diệu, Bọn ta hai người đã hao tốn không biết là bao nhiêu là công sức và thời gian Nhưng cũng không cách nào phá vỡ được cấm chế để đi vào Bởi vì nơi đó là mộ lan thảo nguyên Nên hai ta cũng không dám ở lâu Vì vậy không gì khác hơn là phải nhớ rõ những đặc thù của trận pháp này trình trở về thiên nam Tìm kiếm các loại điển tịch pháp trận để nghiên cứu cái loại thượng cổ pháp trận này Nhưng cuối cùng mới phát hiện được cái pháp trận này tạo ra cấm chế Đúng là một loại thượng cổ pháp trận đã bị thất truyền Tên gọi là Thái Diệu Thần Cấm Nam lũng hầu nói tới đây thì trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thái diệu thần cấm, đây không phải là một trong thập đại thượng cổ cấm chế sao chứ? Sao nó lại xuất hiện ở đây này chứ? Vương thiên cổ biến sắc có chút giật mình nói ra. Còn những người khác mặc dù chưa từng nghe qua cái thái diệu thần cấm, nhưng sau khi nghe nói như vậy, trong lòng cũng có chút giật mình. Thập đại cổ cấm, vừa nghe tên này thôi thì cũng biết nó không phải là một cái dễ dàng bài trừ. Còn lúc này trong mắt của Hàng Lập cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền biến mất không thấy nữa còn thần sắc thì vẫn như thường đã từng nghe qua Dương huynh sớm nổi danh lạm hiểu tất cả các loại trạng pháp hôm nay xem ra là danh bất hư truyền vừa mới nghe qua là biết ngay nó là một loại thượng cổ cấm chế nam lũng hầu có chút kinh ngạc cùng với bạch sam lão giả nhìn nhau một cái trên mặt hiện lên vẻ mặt rất là vui mừng nam lũng huynh quá khen rồi tệ hạ cũng chỉ biết qua cái tên mà thôi cụ thể như thế nào thì phải tới nơi xem thì mới biết được vương thiên cổ dường như cảm nhận ra việc gì đó lập tức khách khí trả lời ngay Bạch Sam lão giả thấy như vậy không nhịn được cười cười rồi lại nói tiếp. Hai người bọn ta phải nghiên cứu mấy năm mới phát hiện ra. Nếu muốn bài trừ cái cấm chế này thì chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh công kích vào nó thì nó sẽ mở ra. Vì vậy cần phải tới tám vị tu sĩ thần thức cường đại rồi dùng thần thức cường đại biến qua thần thông để giải cấm chế này. Dùng biện pháp mạnh mà phá cái cấm chế này chắc chắn sẽ thành công. Bởi thượng cổ cấm chế này rất thần diệu. Bọn ta hai người đã ngày đêm không ngừng công kích điên cuồng vào trận pháp mà mấy tháng trời nhưng cũng không thể mở ra được mà ở mộ lan thảo nguyên hai người bọn ta lại không dám thi triển thần thông mạnh nhất để phá vỡ nhưng nếu dùng thần thức biến qua có thể phá giải cấm chế này á chỉ cần chưa gì đạo hữu đây thần thức mạnh mẽ có thể chỉ trong một ngày là có thể phá được cái đại trận này ngày đến đây mọi người đều hiểu lý do tại sao mà hai người nam lũng hầu lại mời họ đến đây có lẽ những tu sĩ nguyên anh trung kỳ thần thức cũng đủ cường đại có thể bài trừ cấm chế này nhưng hai người bọn họ lại không muốn các đại tu sĩ cường đại tham gia do sợ không khống chế được tình hình dù sao hai người bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Cho nên nếu có việc gì phát sinh Thì hai người liền liên thủ thì cũng dễ dàng thủ thắng bọn người của Hàng Lập Vì vậy có thể duy trì được thế cục cân bằng cho hai bên Xem ra hai người này cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều cho việc này Nhưng mà đối với bảo vật ở trong trụy ma cốc Thì tất cả tu sĩ bao gồm luôn cả Hàng Lập cũng phải động tâm Đi mộ lan thảo nguyên mặc dù có chỗ nguy hiểm Nhưng dù sao Bạch Sam Lão Giả nói So với những bảo vật mà nơi này có Thì những nguy hiểm này là không gì đáng kể cơ hội tốt như vậy các tu sĩ khác cầu mà còn không có nữa là vì vậy trong lòng của mọi người đều âm thầm tính kế cho riêng mình sau khi nam lũng hầu nói xong như vậy mà không thấy ai chịu rời đi trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói còn có một chuyện nữa là ta muốn cùng với các vị nói rõ một tiếng nếu như mọi việc thuận lợi chúng ta có thể tiến vào bên trong động phủ thì hai người bọn ta là những người trước nhất chọn ra mỗi người một cái bảo vật phần còn lại mới chia đều cho các vị đạo hữu nam lũng hầu đưa ra đề nghị cho bản thân mình trước rồi nói đối với yêu cầu của hai người nam lũng hầu thì vương thiên cổ cùng với những tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì thêm nữa không cần nói đến tu vi của hai người này mà chỉ cần với thân phận là người phát khởi ra việc này thì việc có nhiều bảo vật hơn một chút cũng là lễ thường vì sợ có gì đó bất trắc có thể xảy ra bọn họ không để hết họ giao dịch chấm dứt mà liền khởi hành sau hai ngày chuẩn bị mọi người cùng nhau phát thể là không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về việc này ra ngoài trước khi đi nhưng mà hàng lập thấy được bộ dáng của hai người nam lũng hầu thì dường như bọn họ không sợ có gì đó bất thường phát sinh ra suy cho cùng việc tìm ra đúng vị trí và phương pháp mở ra cấm chế đều nằm trong tay của bọn họ rồi hơn nữa với tâm cơ và thần thông của bọn họ thì cũng không sợ người khác qua mặt được mình hàng lập đáp ứng tham gia vào việc này cũng chính là do bản thân cần phải làm từ khi hắn tiến tới nguyên anh kỳ bởi do không có đan dược thích hợp để sử dụng cho nên thanh nguyên kiếm quyết tiến triển cũng không được bao nhiêu Hàng lập tính toán nếu như chỉ ở trong động phủ tự mình khổ tu thì cũng phải mất khoảng 2-300 năm thời gian cũng chưa chắc tu luyện tới đỉnh cao nhất của Nguyên Anh Sơ Kỳ. Về sau có thể tiến tới Nguyên Anh Trung Kỳ thì thật là không thể nói được. Vì vậy cần phải coi xem cơ duyên cùng tạo hóa thế nào đã. Bởi tư chất không phải là yếu tố quyết định tất cả. Bởi có thể tu luyện đến mức tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì cũng không phải là do thiên tư hay là tài năng hơn người theo như ý định ban đầu của Hàng Lập thì chờ sau khi đại hội giao dịch kết thúc thì sẽ bế quan tu luyện các loại công pháp bí thuật khoảng 100 năm. Sau khi có chút thành tựu thì rời khỏi động phủ đến các nơi du lịch tìm kiếm một ít di chỉ cổ tu và các loại thiên tài địa bảo. Chỉ có như vậy mới có cơ hội tiến tới cảnh giới cao hơn. Bây giờ có cơ hội tìm được bảo vật đỉnh cao của chuyện ma cốc thì Hàng Lập làm sao có thể buông tha chứ. Nói không chừng đây có thể là một cơ duyên với hắn. Còn những người khác có lẽ tâm tư cũng không khác mấy với hắn, bởi hiện tại các vị Nguyên Anh sơ kỳ này đã gặp bình cảnh không biết là bao nhiêu năm tháng rồi. Vì vậy bọn họ cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể đột phá tu vi cả. Mà ở trụy ma cốc này, việc các vị ma tu cùng nhau đồng quy vu tận mà những vị này cũng không phải là các vị cổ tu bình thường mà nghe nói lúc đó bọn họ là những người có danh tiếng đứng hàng đầu. Vì vậy công pháp lưu lại hay là đang dược đều không phải là đơn giản. Chỉ bằng một điểm này thôi cũng đã làm cho bọn hàng lập phải động tâm rồi. Còn cái chuyện của thiếu chủ quỷ linh môn, nếu như đã cùng nhau đi, thì trên đường nếu có cơ hội thì Hàng Lập sẽ không khách sáo ra tay tiêu diệt. Nếu như không bị vị quỷ linh môn vương thiên cổ phát hiện ra, thì đối phương làm sao có thể thoát khỏi tay hắn. Phải biết rằng, ma đạo cùng với thiên đạo minh của hắn hiện tại vốn là đang đối địch với nhau. Hàng Lập trong lòng sinh ra ác ý, rồi tự suy tính một hồi khi đang đi trên một con đường đá xanh. Nhưng mà hắn còn không biết, cách đó vài con hẻm thì vương thiên cổ đang chậm rãi bước đi tới phía trước, còn vương thiền và yến như yên không nói tiếng nào đi ở phía sau bây giờ ngươi hãy đem chi tiết sự việc ân oán của ngươi và kẻ đó nói rõ cho ta biết xem ra người đó vẫn còn rất là hận ngươi sau này vợ chồng của ngươi không được rời tao quá xa nếu không sẽ bị hắn đánh lén đó vương thiên cổ chậm rãi phân phó nói ra dạ vậy bá không nghĩ tới năm đó tiểu chất có gì sai nhưng không ngờ tiểu chất lại tự tạo cho mình một cái đại địch nữa người này trong thời gian ngắn lại có thể liên tiếp đột phá đến kích đan rồi nguyên anh thành công thì thực sự là một việc ngoài ý muốn vương thiền cung kính đáp <laughs> <laughs> ngươi cũng không cần phải nổi giận làm gì Lấy uy lực cao thâm của huyết linh thì phu phụ các ngươi cũng không cần phải e ngại tên tiểu tử này hơn nữa huyết linh sau khi đột phá tới tầng thứ bảy thì hai người các ngươi cũng tương đương như là người kết thành nguyên anh đến khi đó người nào mới thực sự đi tìm phiền toái thì cũng khó mà nói được nhưng mà lần này đi mộ lan thảo nguyên đó hai người các ngươi cần phải thật là cẩn thận cho ta mặc dù ta không đợi xa các ngươi nhưng hai người các ngươi cũng không được chủ quan nếu cùng nhau liên thủ thì cũng dư sức để ứng phó rồi vương thiên cổ cười lạnh nói đa tạ nhị bá chỉ điểm Vương Thiền nghe Vương Thiên Cổ vừa nói xong như vậy, trong lòng liền cảm thấy an tâm vội vàng tạ ơn. <laughs> trong những người huynh đệ nhà ngươi, ngươi chính là người mà ta quan tâm nhất. Nếu không lần này ta cũng không mang ngươi tới tham gia đại hội giao dịch đâu. Nhưng mà tiểu tử nọ nguyên bổn giống là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Mà lần này lệnh hồ lão quỷ hình như cũng tham gia cái đại hội giao dịch này. Không biết tiểu tử này có liên hệ gì với cái lão quỷ này hay không nữa. Vương Thiên Cổ nhỏ giọng thì thào tự nói một mình. Dường như đối với lệnh hồ lão tổ của Hoàng Phong Cốc rất là kiên kỳ, Vương Thiền cũng ý như yên nghe xong được lời này Hai người liền kinh sợ đưa mắt nhìn nhau một cái Hàng Lập trở lại chỗ ở Sau khi đánh một giấc ngon lành Tới sáng hôm sau mới đi ra ngoài dạo một vòng hết cả ngày thời gian Để tìm mua các loại tài liệu mình cần Để chuẩn bị cho thật ổn thỏa Rồi sau đó mới dặn dò mộ phái linh một số việc Rồi nhờ Lữ Lạc đưa cô gái này về cùng Lữ Lạc nghe nói Hàng Lập lại có ý định rời đi Mà không đợi giao dịch hội chấm dứt Liền cảm thấy rất là ngạc nhiên Nhưng mà Hàng Lập cũng không nói rõ chi tiết cho hắn biết nên hắn cũng không dám hỏi thêm mà chỉ gật đầu đáp ứng. Điều này làm cho Hàng Lập đối với vị lữ sư huynh này càng thêm quý mến. Còn lại một ngày, Hàng Lập cũng không đi đâu cả mà chỉ ở trong lầu cát ăn tĩnh ngồi xuống tu luyện cả ngày. Tới thời gian ước định, Hàng Lập thông dong rời khỏi lầu cát, rồi một mình hướng tới ngọn núi nhỏ cách phía nam Điền Thiên Thành một ngàn dặm mà đi tới. Tới nơi rồi thì thấy có nam lũng hầu, bạch sam lão giả cùng với một vài người đã ở đây rồi. Có một điểm khác lạ là hôm nay Nam Lũng Hầu trên người cũng không khoác cái tử bào Ngọc Quang nữa, mà thay vào đó là một cái trang phục nho sinh màu vàng lợt. Sau đó hai ba canh giờ sau thì mọi người cũng lần lượt đi tới, còn nhóm người của Quỷ Linh Môn và Vương Thiên Cổ gồm có ba người cuối cùng mới tới đến một lượt. Hàng Lập thấy mấy người này sắc mặt liền thay đổi. Sau khi Nam Lũng Hầu nói một câu, xuất phát, thì chính người bọn họ liền im lặng rời khỏi Điện Thiên Thành hướng tới phía nam của mộ Lan Thảo Nguyên mà tới. Điền Thiên Thành thuộc về Ngô Quốc cũng không phải là nơi gần tới mặt Lan Thảo Nguyên Quốc gia. Cửu Quốc Minh kế tiếp mộ Lan Thảo Nguyên Quốc gia cũng không phải là cận kề tiếp giáp mà còn cách trung gian qua một vùng đất hoang dã chạy dài hàng ngàn dặm. Nơi này cây cỏ rất ít, do nhiều năm bụi đất màu vàng bay lên, tạo ra cuồng phong không ngừng xoay chuyển, cho nên nơi này tự nhiên trở thành một nơi để cho các vị pháp sĩ thi tài đánh nhau đến mức sống chết. Sau nhiều năm như vậy trôi qua, số lượng người tu tiên chết ở nơi này cũng có tới số lượng hàng vạn rồi không nói đến lúc đánh nhau mà ngay ở lúc bình thường thì nơi hoang dã này cũng rất là hung hiểm rồi nguyên nhân có khi là giết người cướp của cũng có người đi tìm sinh trong tử một con đường có người muốn đột phá bình cảnh cho việc tu luyện đi đề cao tu vi bất kể là nguyên nhân gì nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm đó chính là dũng khí của người tu tiên vì vậy bọn họ đối với tu vi của mình rất là tự tin so với tu sĩ cung cấp thì mạnh hơn vài phần những người này hầu hết đều là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng cũng có khi cũng là một số kết đăng kỳ tranh đấu ở đây Mỗi khi có tu sĩ kết đăng kỳ xuất hiện thì những người tu tiên cấp thấp lập tức bỏ chạy ra xa đi lãng tránh do sợ bị mất mạng. Còn về những vị lão quái vật Nguyên Anh Kỳ thì lại không thèm để ý tới những kẻ cấp thấp này. Cho nên Nam Lũng Hầu dẫn theo đoàn người Hàng Lập khi vào khu vực này đều không cần phòng bị. Toàn bộ khu vực hoang dã này nhìn khắp nơi đều là như nhau cả, không khác nhau mấy. Trong khoảng đường 1.000 dặm đối với bọn người Nguyên Anh Kỳ như Hàng Lập mà nói cũng chỉ là cần nửa ngày là có thể đi xuyên qua khỏi khu vực này cho nên bọn họ cũng không cần vội vã mà giữ khoảng cách bình thường từ từ vượt qua. Nam Lũng Hầu và Bạch Sam Lão Giả đi trước dẫn đường, bọn người của Vương Thiên Cổ thì đi ở phía sau, còn Hàng Lập và những người còn lại thì phân tán ra phi hành ở chính giữa. Trên đường đi, bọn họ cũng phát hiện ra vài tên tu sĩ cấp thấp, nhưng mấy người bọn họ cũng không có để ý tới mà cứ vô thanh vô thức ở phía trên bọn họ phi hành bay đi. Không biết là chuyện gì xảy ra khi bọn họ phi hành phía trên vùng hoang dã được khoảng nửa canh giờ thì Bạch Sam Lão Giả dẫn đường phía trước bỗng nhiên dừng lại. Dạ ngôi nè à, Xảy ra chuyện gì vậy Nam lũng hầu cũng không có lo lắng hỏi Giờ hắn cùng với bạch sam lão giả thay phiên nhau Thả ra thần thức dò xét khắp bốn phía Cho nên mới có việc hỏi này Phía trước hình như có một con gió rất mạnh thổi tới Mà có chút gì đó không là bình thường Lão giả họ vân hai mắt khép hờ Sắc mặt căng ra Gió lớn là gì vậy chứ Nên này có chút gió xem ra cũng không phải là bình thường Nam lũng hậu có chút kỳ quái nói nói xong liền đem thần thức của mình thả ra hướng tới phía xa xa tìm kiếm hắn cũng biết không phải là tự nhiên mà bạch sam lão giả lại nói như vậy ở phía sau hàng lập cùng lão phụ nhân và những người khác cũng nghe rõ hai người nam lũng hậu nói chuyện liếc mắt nhìn nhau một cái xem ra cần phải chuẩn bị hành động rồi mặc dù bây giờ còn chưa chính thức tiến vào mộ lan thảo nguyên nhưng phải cẩn thận một chút cũng là một chuyện tốt mấy người bọn họ đều là những người thần thức cường đại nghe người khác nói cho biết không bằng tự mình dò xét một chút cho yên tâm vì vậy, bọn người hàng lập liền đưa thần thức hướng về phía trước mà thả ra dò xét. Trên mặt mấy người bọn họ liền lộ ra nét kinh nghi, thần sắc thay đổi không thôi. Cơn gió này có chút không bình thường, khẳng định là có vấn đề, tuyệt đối không thể tự nhiên mà có cơn gió lớn như vậy. Sau khi lão phụ nhân đem thần thức thu lại, sắc mặt âm trầm nói. Thần thức của hàng lập cảm giác được hoàng phong phu thiên cải địa bay đến, cuồng phong câu chừng hơn trăm trượng, những nơi nó đi qua các bầy đá chạy bụi vàng cuồn cuộn như nghiệt lòng xuất thế sắc khí ầm ầm hắn trong lòng cả kinh Bớt quá thần thức của hắn cường đại cơ hồ có thể so sánh với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bởi vậy ở khoảng cách ngoài trăm dặm hắn vẫn có thể tra xét khác hẳn với đám tu sĩ khác trong cơ thể đại diện quyết vận hành một lượt thần thức ngưng tụ dò xét vào trong bão cát nhưng khi thần thức vừa tiến vào trong bão cát thì lại cảm thấy mờ mịt chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hơn 10 triệu mà thôi hướng vào chỗ sâu bên trong tìm kiếm tình hình cũng đồng dạng giống như sương mù bao phủ hàng lập cảm thấy ngạc nhiên tiếp theo lão phụ nhân họ vu cũng đem thần thức thu hồi rồi nói không sai đây chính là phong linh thuật của người mẫu lan đó trước kia khi cùng ta đấu pháp đã thi triển cái loại linh thuật này rồi hồng chẳng giảng trưởng này linh thuật này một khi thi triển ra chẳng những có thể ngăn cản tu sĩ chúng ta dò xét mà trong đó có cuồng phong cát vàng có tác dụng hộ thân dây địch kỳ hiểu nữa phi thường phiền toái luôn bất quá tình cảnh kinh người trước mắt như vậy ta cũng chưa bao giờ thấy qua hình như là đem phạm vi linh thuật mở rộng gấp trăm ngàn lần á có chút cổ quái rồi nghe mấy người khác nghe như vậy tất cả đều có chút biến sắc vương thiền cùng yến như yên sắc mặt lại càng tái nhợt bởi quá hai người này ở đây có thân phận cùng tu vi thấp nhất nên tự nhiên không dám tùy ý ngắt lời đúng vậy cũng chỉ có pháp sĩ linh thuật mới có thể làm cho bảo cát trở nên kinh người như vậy hơn nữa, xem uy luật mà nói, không biết bên trong có ẩn tạc bao nhiêu pháp sĩ nữa. Có những người có cùng tu di với chúng ta ở trong đó thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Bạch Sam lão giả đồng dạng thận trọng nói Điều này sao có thể chứ, người Mậu lan xuất động nhiều pháp sĩ vậy muốn làm gì? Lão phụ nhân kinh nghi hỏi Thầy phụ nhân, chúng ta lần trước cùng người Mậu Lăng định chiến là chuyện khi nào vậy? Vương Thiên Cổ đột nhiên sắc mặt cổ quái hỏi đại khái là khoảng hơn trăm năm trước à, sao vậy Dương quên có ý tứ gì sao lão phụ nhân nghe vậy trên mặt chật lộ ra vẻ có chút sở ngộ trăm năm hơn thời gian cũng không có sai biệt lắm đủ có thể làm cho người mậu lan nghỉ ngơi dưỡng sức xong đó vương thiên cổ trên mặt lộ ra một tia chăm chọc thản nhiên nói Dương quên nói không sai không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu cuộc chiến tranh mới rồi không biết lại chết mất bao nhiêu người tu tiên nữa đây bất qua sao lại xảo ngộ như vậy chứ chúng ta lại đụng đầu với cái nhóm người mậu lan đi tiên phong nam lũng hầu thì thào nói trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ những người khác nghe như vậy cũng hiểu được việc này thực sự là cực kỳ trùng hợp trên thế gian này chuyện trùng hợp cũng nhiều không nên quá kinh ngạc bông qua lúc này chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi một là quay lại đường cũ không cần ảnh kháng cứ đám người mậu lan tiên phong trước mắt này sau này tìm thời cơ khác tới tìm bảo khố dù sao cái bảo vật này cũng không có chân chạy đi sau này chúng ta hoàn toàn lại có cơ hội nhưng chuyện người mộ lan tiến công sẽ không chỉ mất mấy năm mà xong, mà có thể khó lường. Sau này còn có thể khiến cho chư vị đạo hữu tụ tập cùng nhau nữa hay không cũng khó mà nói trước được. Bạch Sam lão giả trầm giọng nói. Không cần phải nói, con đường thứ hai khẳng định là trực tiếp động thủ, từ trong phong trận của đối phương xông qua. Bất quá cái trận phong hiểm này cũng quá lớn đi. Dạng nhất bên trong có ẩn nấu mấy cái lão quỷ lợi hại có cùng tu di với chúng ta, chúng ta sẽ rất khó thành công đó. Chẳng lẽ không thể nghĩ đến cái biện pháp tránh chạm mặt đối phương sao? Lão phụ nhân lắc cái đầu không đồng ý nói Đi quanh quẩn thì sợ rằng không kịp Người mẫu mộ lan một khi khai chiến Thì đâu chỉ có một đạo tiên phong như thế này đâu Chúng ta cho dù đi quanh quẩn theo hướng khác Thì vẫn sẽ không tránh được chuyện gặp phải người Mộ lan Bước qua chúng ta có thể trước tiền ẩn nặc thân hình một chút Xem có thể tự bên cạnh đi qua hay không Chỉ cần không đụng đầu trung tâm quân tiên phong Hẳn là không thành vấn đề Mà chỉ cần qua được đội hình của mộ lan tiên phong Thì chúng ta cũng có đủ thời gian tránh xa pháp sĩ chủ lực sau đó phóng tới mộ lan hư không thảo nguyên có thể dễ dàng lấy được bảo khố rồi rời đi lão giả sau khi trầm ngâm một chút mới ngưng trọng nói nghe lão giả đề nghị những người khác thoáng thương lượng với nhau một chút cảm giác cũng chỉ có còn cách như thế dù sao ai cũng không muốn buông tha cơ hội trước mắt mà chờ mấy năm sau thì cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đương nhiên nguyên nhân cũng có phần là đám người nam lũng hầu đều là tu sĩ nguyên anh kỳ nếu không thì cho dù có tâm lấy bảo vật thì bọn họ cũng chỉ có thể bụi bặm đầy mặt mà quay đầu trở về. Bất quá trước đó mấy người này cũng đều thả ra truyền tín phụ bay về chỗ cửu quốc minh cứ điểm phía gần đây để cho cửu quốc minh sớm chuẩn bị sẵn sàng, không bị người của mộ lan đánh lén không kịp ứng phó. Điều này cũng xem như bọn họ đã làm một chút nghĩa vụ với thiên nam tu sĩ. Sau đó chính người bọn họ nhất loạt thu liễm công pháp hơi thở, ẩn nặc thân hình, bắt đầu hướng một bên yên lặng bỏ chạy, muốn tránh xa trung tâm bão cát mảnh liệt nhất từ bên cạnh mà chuồn đi. Bởi vì sợ hai phu phụ Vương Thiền không có đủ tu vi mà đi, cho nên Vương Thiên Cổ cố ý khởi động một cái quan tráo thật lớn, sau đó không thèm nhìn Hàng Lập, dần dần biến mất bóng dáng. Bất qua Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi khóe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh. Lấy thần thức của hắn mà nói, hành tung của đám người Vương Thiên Cổ làm sao có thể giấu được cảm ứng của hắn, khoảng cách hơn trăm dặm trong nháy mắt tới ngay. Bụi cùng bão cát phản phất như yêu ma, từ phía chân trời xa xa mơ hồ đè xuống, các vàng chưa tới nhưng mà một cổ thiên phong trụ liên tục gào thét mà đến. Cũng may, bọn họ trước đó đã di chuyển lệch khỏi quỹ đạo phong trận. Mọi người đã di chuyển khá xa sang một bên. Chỉ có rất ít cổ phong trụ từ một bên xẹt qua, căn bản không tạo được uy hiếp. Phong trụ này đường kính lớn cũng tầm vài chục trượng, nhỏ cũng đến mấy trượng, đủ để giấu mấy tên pháp sĩ bên trong. Hạt lạp ẩn hình tại cửa ly gần như thế dùng thần thức cảm ứng rất rõ ràng. Trong các phong trụ này mơ mơ hồ hồ có nhân ảnh thoáng động xem ra đều có pháp sĩ ẩn nạc trong đó. Bất quá đám pháp sĩ này hiển nhiên cũng không có phát hiện đám người hàng lập nên ngựa gió bay đi. Đám người hàng lập mắt lạnh nhìn chầm chầm, mọi người đồng dạng lặng yên vô thanh vô tức bỏ chạy về phía trước. Mắt thấy bọn hắn chuẩn bị tiến vào phía sau vùng cát vàng, thì nam lũng hầu đi đằng trước đột nhiên thần sắc biến đổi truyền âm cảnh cáo. Không ổn, cẩn thận bên cạnh. Hàng lập ngay như vậy xoay đầu nhìn, kết quả sắc mặt cả kinh. Một đạo thô rộng ước trăm trượng, mắt nhìn không thấy đỉnh phong trụ từ xa xa nhắm hướng mấy người bọn họ điên cuồng gào thét bay đến phong trụ lớn như vậy hẳn là pháp sĩ làm phép bên trong không phải là tầm thường chẳng lẽ đám người này đã phát hiện ra bọn họ sao hàng lập hít sâu một hơi thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể không khỏi thúc dục lên mặc dù đối với pháp sĩ này từ lâu đã nghe thấy đại danh nhưng hắn thật sự chưa có chính mắt nhìn thấy lần nào bất quá tại tình thế trước mắt thì việc nhìn thấy thật sự không phải là chuyện gì cao hứng nữa mấy người khác đồng dạng đề phòng nhìn chằm chằm cự phong trụ có người thậm chí trên tay có ám quan lưu chuyển đã đem pháp bảo cầm ở trong tay. Nhưng cựu phong trụ chỉ lướt qua bên cạnh mọi người dường như không phát giác ra chút nào. Điều này làm cho nam lũng hậu cũng không khỏi thở phào một hơi. Chỉ khoảng một khắc sau, từ trên trời chợt giáng xuống khung cùng sa vụ, đem mọi người bao phủ vào bên trong, bốn phía lập tức trở nên vô cùng ảm đạm. Khắp nơi đều là mờ mịt bụi vàng gây cho mọi người áp lực dị thường. có chừng một chút, bảo cát này có chút cổ quái đó nha, thần thức không cách nào xuyên thấu quá xa, cũng không nên tẩu tán, Nam Lũng Hầu tỉnh Táo Hô. Mặc dù mọi người nếu muốn có thể phá màn sa vụ này dễ dàng nhưng có thể làm bại lộ hành tích. Cũng may hoàng sát bảo cát đi qua rất nhanh, đám người của Hàng Lập cũng chỉ có thể đem khoảng cách kéo gần chút, tiếp tục ẩn nạc thân hình, cẩn thận đi tới. Nhưng chỉ sau một lát công phu, chừng một bữa cơm, Hàng Lập nhìn thấy cảnh sát bốn phía buồn bã đơn điệu thì đột nhiên trong lòng mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Đột nhiên, toàn thân của Hàng Lập khựng lại giữa không trung, tựa hồ muốn động quang, Điều này tự nhiên làm cho Nam Lũng Hậu mấy người đều ngẩn ra cũng kinh ngạc dừng lại. Hàng đạo hữu, vậy sao không đi vậy? Lão phụ nhân nhướng mày, có chút bất mãn hỏi. Mấy vị đạo hữu không có phát giác điều gì không ổn sao? Hàng lập mặt không chút thay đổi, nói. Đạo hữu nói lời này là có ý tứ gì? Hán tử ngâm đen thân hình chợt lóe lên để đến bên cạnh của Hàng Lập có chút kinh ngạc hỏi. Vương Thiên Cổ cùng Bạch Sam lão giả nghe vậy sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Kỳ thật ta không nói có đạo hữu cũng có thể nhận thấy được Chúng ta ở trong khu vực bảo cát lớn như vậy Nhưng ngay cả một pháp sĩ cũng không đụng tới nữa Điều này không lẽ là tất cả pháp sĩ đều tập trung đến trung tâm bảo cát hay sao Hơn nữa cảnh sát chung quanh cũng vẫn không thay đổi chút nào Điều này đại biểu cho cái gì chứ Mấy đạo hữu cũng có thể biết được mà Hàng lập sắc mặt khó coi nói Có người thi chuyển cấm chế ám toán chúng ta Hán tử ngâm đen sau khi nghe xong Đồng dạng sắc mặt cũng hổ thẹn lẩm bẩm nói theo sau trong mắt tinh quang chớp động hướng bốn phía nhìn dò xét không ngừng hàng đạo hữu nói không có sai ta cũng cảm giác được có chút cổ quái đó xem ra chúng ta đích xác là bị đối phương phát hiện rồi sau đó làm phép đối phó với chúng ta xem ra không thể không đại chiến một hồi rồi nam lũng hầu sau khi im lặng một chút gật đầu âm trầm nói mấy người khác nghe vậy cũng không ai lộ ra vẻ bối rối mọi người đều rõ ràng cái đám pháp sĩ này chỉ dám dùng cấm chế vây bọn họ chứng tỏ nơi đây cao giai pháp sĩ đúng là không nhiều lắm nếu không đã sớm đánh thẳng đến nơi rồi. Bớt quá bọn họ cũng không thể để bị vây lâu quá, một khi viện quân của mộ lan nhân chạy tới thì có thể phiền toái. Vì vậy mấy người lão phụ nhân trên người xuất hiện đủ mọi loại màu sắc quang hoa chớp động, không hề che giấu nữa đều thi triển thần thông bắt đầu đánh vào cấm chế bốn phía. Hàng lập phiêu giật, tiện tay bắn ra ba đạo thanh mang đón gió cuộn trướng, trồng nhảy mắt hóa thành ba đạo thanh sắc kinh hồng hướng về các vàng cách đó không xa. Tại nơi mọi người công kích bỗng nhiên xuất hiện một tầng nước gợn nhộn nhạo bàn ba động. Tiếp theo hoàng quan chớp động, cấm chế này giống như là tờ giấy, bị mọi người công kích dễ dàng bị xé rách nát bấy. Thay đắc thủ dễ dàng như vậy, mọi người có chút kinh ngạc ngẩn ra. Hàng lập thấy cảnh này, nhưng lại sắc mặt không thay đổi, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng từ lỗ hổng bay nhanh ra. Mọi người đều nghĩ cái cấm chế vội vã bố trí thì có thể có bao nhiêu uy lực, nên bọn họ một kích phá nát cũng vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng thấy cử động dứt khoát của Hàng Lập, các lão quái khác sau khi sửng sốt một lúc thì cũng lập tức hiểu được, đồng dạng đụng suốt theo sát. Sau khi rời khỏi đây, bên ngoài mặc dù cũng đồng dạng là các bay đầy trời, nhưng rõ ràng không còn có cảm giác áp bức nằm trong cấm chế nữa. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng thở nhẹ ra, thần thức hướng mọi nơi đảo qua muốn phân biệt rõ phương hướng để tiếp tục hành động. Nhưng đang lúc này, Hàng Lập thân sắc vừa động, hai mắt bỗng nhiên mở to nhìn chằm chằm một chỗ các vàng đang phiêu phụ ở không trung không nhúc nhích giờ phút này trong đồng tử của hắn mơ hồ có lam quan chớp động có vẻ có chút yêu dị trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì hàng đạo hữu à người ở đây làm gì vậy lúc này tựa phía sau đuổi theo nam lũng hầu nhìn thấy hàng lập bất động ngóng nhìn thì cũng kinh nghi động dạng dùng thần thức hướng tới phương hướng này liếc mắt một cái nhưng không phát hiện có gì khác thường không khỏi kỳ quái hỏi không có gì Ta chỉ là đang cân nhắc xem chúng ta nên đi về hướng nào Hàng Lập quay đầu lại Thần sắc như thường nói trong bảo các quỷ quái này thần thức cũng không thể sử dụng được nếu chỉ dựa vào mắt thường thì có thể nhìn ra được cái gì sao chứ bản hậu có một kiện tinh bàn dị bảo đem ứng phó với tình hình này là hoàn toàn thích hợp nè nam lũng hầu lỗ ra vẻ không cho là đúng mà nói sau đó đưa tay hướng vào bên hông móc ra một cái kiện đạm hồng sắc ngọc bàn mặt hình tròn nam lũng hầu một tay cầm bảo vật một tay bắt quyết tiếng niệm chú ngữ khó hiểu từ trong miệng phát ra năm ngón tay bắt quyết hé ra từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang chính là viên bàn trên mặt của các phụ văn đang lưu động kim quang lưỡng sắc dị quang từ trên viên bàn phóng lên hàng lập trong lòng vừa động tập trung nhìn vào bảo vật này kết quả chỉ thấy trên viên bàn kim trinh điểm điểm xuất hiện ra một cái đồ án kỳ quái ám ngậm tinh thần nhật nguyệt thiên tượng kỳ dị lạ thường hàng lập nhìn đến mức suốt thần còn bạch sam lão giả cũng tò mò mà tụ lại nam lũng hầu lúc này cũng không nghe thấy cái gì cũng không thèm hỏi cái gì chỉ là chuyên tâm nhìn nhìn cái viên bàn đồ án một lát sau bàn tay vừa lộn bảo vật trong tay biến mất nhưng trong miệng thì ngắn gọn nói theo bản hầu nói xong lời này nam lũng hầu hóa thành một đoàn kim quang tà tà phi động đi đám người lão phụ nhân tu sĩ mặt lạnh không nói gì đi theo sau hiện nhiên đối với phán đoán của vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ này bọn họ có chút tin tưởng vườn thiên cổ thì trên người hắc quan chớp động lần nữa đem vương thiền cùng yến như yên bao thành một quả độn quan đi theo bất quá khi đi ngang qua hàng lập vị quỷ linh môn trưởng lão này như có như không liếc nhìn hắn một cái sau đó dường như không có việc gì từ bên người của hàng lập đi qua hàng lập chỉ khẽ nhếch mép tựa hồ như cười như không mơ hồ chứng kiến trong hắc quan vương thiền cúi đầu không có dũng khí hướng bên này liếc mắt qua một cái bộ dáng thành thật dị thường ngược lại thì vị đại mỹ nữ yến như yên này con người sống mắt chớp động bình tĩnh trên người hàng lập dừng lại một chút khẽ lúc lắc cái đầu hàng lập mắt thấy mình tụt lại ở phía sau nhưng không thèm để ý chỉ cười nhẹ trên người thanh quan chợt lóe muốn bay khỏi nơi này bất quá trước khi bay đi thần thức của hắn nhìn lại phương hướng trước kia trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái rồi đột nhiên cười lạnh hắt hắt phá không mà đi trong nháy mắt thân hình của hàng lập biến mất trong bão cát vô ảnh vô tung nơi này lập tức trở nên an tĩnh dị thường nhưng sau khi hàng lập bỏ đi một lát, chỗ ban đầu hắn nhìn bỗng phát ra một hoang mang chói mắt. Một cái hắc hồ không có dấu hiệu chút nào, đột nhiên từ đó mà bò ra một con yêu trùng. Yêu trùng này to lớn kinh người, dài ước chừng 6 trượng, bề rộng chừng 4 trượng, thân thể hình viên cầu. Càng đáng sợ chính là con yêu trùng này đầu hình tam giác, ngoại trừ mười mấy cái u màu vàng ngoài mắt ra thì còn có nhiều xúc giác dài mảnh cùng một đôi răng nanh cực đại sắc bén phía trên hàng quan chớp động lành lạnh dọa người trên lưng có bốn cái cánh màu bạc cực lớn nhẹ nhàng chấn động không thôi mà trên lưng con yêu thú đáng sợ như thế có ba gã chiều cao không đồng đều đang đứng trong đó có một người có bạch quang chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng một người thì toàn thân có một quan tráo bích lục vây quanh thân hình như có như không người cuối cùng toàn thân màu lam nhạt mang điện hồ khiêu động không thôi phản phất như là lôi thần hàng lâm đại thượng sư cứ như vậy mà thả bọn họ đi hả có vẻ không ổn đó Gã cả người phát ra bạch quang hướng cái đám tu sĩ nhìn hàng lập biến mất rồi mở miệng nói Trong lòng mơ hồ ẩn giấu vẻ lo lắng <laughs> Không thả bọn họ trời đi Chỉ dựa vào một tòa ảo trận làm sao có thể dây không được chứ Không nên giọng động Những người này đại bộ phận đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Đều là cùng cấp bậc với ta Cho dù hai người yếu nhất cũng đã là tu sĩ kết đăng hậu kỳ rồi Chỉ bằng vào một cái hoàng sa bộ chúng ta làm sao lưu lại đối phương được chứ Chỉ là si tầm vọng tưởng thôi Bốn người trong lục vụ sau khi hừ lạnh, lạnh giọng nói, tâm tình có vẻ không tốt lắm. Nhưng thiên phong bộ một thượng sư đang ở nơi nào vậy? Hắn tự mình đưa tin đến khiến cho chúng ta nghĩ hết mọi biện pháp dây khốn đội tu sĩ này. Bộ lạc thiên phong này đều là do hắn tạm thời chỉ huy, mà một thượng sư đã đi liên lạc mấy cái bộ phận khác rồi. Đại thượng sư à, không bằng chúng ta phát động trấn tộc thánh khí ma trần phiên đi. Cho dù chúng ta không thể làm thương nặng vài tên tu sĩ nguyên anh kỳ kia, nhưng là dây khốn đối phương nhất thời nữa khắc thì có thể làm được mà. Bốn người trong bạch quan đề nghị Hồ đồ 36 căn ma trần phiên đâu có thể tùy ý vận dụng chứ Lịch đại tổ tiên hoàng sa bộ chúng ta có huống Không tới thời khắc diệt tộc thánh phiên này quyết không thể dễ dàng sử dụng Huống hồ lý thần thông của đám tu sĩ này Cho dù thực sự có thể dây không được bọn họ nhất thời nữa khác Nhưng dạng nhất lọt vào cắn trả hư hao dài căn mà nói Chúng ta phải ứng phó như thế nào đây không có trấn tộc thánh khí à? Chúng ta dựa vào cái gì yên ổn ngồi ở vị trí dẫn đầu liên quân 10 đại bộ tộc chứ hả thậm chí ngược lại có thể bị các tiểu bộ tộc biết được thì có thể phát sinh nguy cơ diệt tộc cũng không phải là chuyện không có khả năng nữa đó. Bốn người trong lục vụ đột nhiên giận dữ, không chút khách khí khiển trách. Đệ tử lỗ mãn đã tại đại thượng sư nhắc nhở. Pháp sĩ trong bạch quan mặt vả mồ hôi lạnh vội vàng tạ tội. Xem ra tại vì ngươi mới trở thành thượng sư không lâu cũng không tính toán làm gì, nhưng không được phép lặp lại à nghe. Dù sao chúng ta cũng không phải là không có động thủ, chỉ là những người này thần thông quá lợi hại Căn bản không dây khống được đối phương Vì đại thượng sư kia có ý kiến hay Nếu hoàng sa bộ chúng ta xuất ra nhân lực giúp hắn dây địch đó, Đến lúc đó lưỡng bại cầu thương Hắn trở lại cùng những người khác lại đây chiếm tiện nghi Công lao cùng chiến lợi phẩm hắn tự nhiên sẽ chiếm phần lớn rồi Nếu không thiên phong bộ đồng dạng cũng có trấn tộc bảo vật Bọn họ sao không lấy ra chống địch đi chứ Ta nhìn hắn có chút tầm bất lương Mượn cơ hội này trả thù hoàng sa bộ chúng ta đó bốn người trong lục vụ đại thượng sư lạnh như băng nói tựa hồ đối với một thượng sư có ấn tượng rất lớn Vì một thượng sư này sợ rằng thật sự là có chủ ý này đó Dù sao hai bộ lạc chúng ta nguyên bản vốn không thể nào thực sự hòa thuận Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là liên quân Vừa lại không phải là chính thức trên dưới tương ứng Cái loại tổn hao thực lực thành toàn cho người khác này tự nhiên không cần thật sự đối đãi đâu Huân hộ lấy thiên phong bộ pháp bảo ngự phong xa Có tốc độ kinh khủng cũng chưa chắc không phải là không thể đuổi theo mấy người này <laughs> Đến lúc đó người nào thắng người nào thật sự cũng khó mà nói đó Bất quá à, chỉ cần bọn họ có thể đem những người này dây khốn khi quân chủ lượt đến thì tự nhiên thành đại thắng thôi. Bóng người ở trong điện hồ, mộ lan pháp sĩ mở miệng tỉnh táo phân tích. Ngự phong sa mặc dù tốc độ kinh người, nhưng nếu muốn tụ tập đầy đủ nhân thủ mới xuất phát thì chỉ sợ là không có kịp đâu. Bóng người trong lục vụ, đại thượng sư cũng không đồng ý, nói. Đuổi hay không đuổi cái đám tu sĩ này đối với chúng ta mà nói cũng không có quan hệ gì, Ta nghi hoặc chính là cái người đầu tiên phá trận đi ra Hình như làm phát hiện ra nơi tu di khổng trốn đó Người này có chút cổ quá vậy nha Đầu tu di trùng này là một trong những thượng cổ kỳ trùng nổi danh Mặc dù chiến lực không mạnh Nhưng trời xanh thần thông có khả năng tạm thời xé mở không gian Tạo thành một cái khe Nhất là am hiểu khả năng ẩn nấu Hay là do đây là ấu trùng Nên có khả năng xé mở không gian cùng thời gian còn có nhiều hạn chế Nhưng hai cái gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đối phương Cũng không có phát hiện ra nơi tu di tồn tại trong khi đó một gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ lại cảm ứng được Xem ra thanh niên này cũng không phải là người tầm thường Nếu không phải công pháp đặc thù bí thuật Thì cũng có được bảo vật dò xét cực kỳ lợi hại đó Vị tu sĩ đại thượng sư này trầm tư trong chốc lát rồi tự nói Nhưng trên mặt vẫn lưu lại một tia kinh nghi Hàng lập đi theo phía sau bọn người nam lũng hầu Cuối cùng bay ra khỏi đại phong trận hơn 10 dặm Trong lúc này một gã pháp sĩ hiện thân ngăn cản cũng không có Hiển nhiên là đã được người khác chặn dò Điều này làm cho Hàng Lập nhớ ra lúc phá cắm đi ra trong lúc vô ý đã phát hiện ra tình huống dị thường. Lại nói việc này thật sự là trùng hợp. Lúc ấy bởi vì thần thức của hắn không tài nào vượt bão cát tứ phía, bất đắc dĩ đành phải truyền linh lực vào trong đôi mắt, xem cho rõ ràng Minh Thanh Linh một kia thần thông ra sao. Dù sao hắn cũng đã dùng Minh Thanh Linh thủy rửa mắt nhiều lần, hiệu quả ra sao hiện tại đã được thử qua một lần. Kết quả lớn ngoài dự kiến của hắn, thì ra sau bão cát, dưới ánh mắt đảo qua dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng. Bất quá sau đó hắn lại rất là kinh ngạc, bởi vì cách đó không xa, ở bên trong bão cát, hắn lại nhìn thấy một vòng tròn bên trong có một cái bóng đen bí ẩn, đường kính chừng hơn 10 trượng. Do hắn kinh ngạc nên linh lực trong mắt cũng mất đi, bóng đen kia cũng biến mất không thấy, dùng mắt thường quan sát vẫn chỉ là bão cát khắp nơi. Hàng lập dùng mình là dùng linh mục thần thông quan sát, bóng đen lại xuất hiện tại vị trí ấy, phản phất chưa bao giờ thấy qua, nhưng lúc này đây, hàng lập lại gia tăng linh lực vào hai mắt, bóng đen dần dần chia ra rõ ràng, ẩn sau đó có mấy người chớp lên trong bóng đen. Từ lúc này trở đi, dù có rót thêm linh lực vào cũng chỉ có thể nhìn ra đến độ như thế, xem ra đây đã là cực hạn thần thông của Minh Thanh Linh Mục. Nhưng lúc này hàng lập đã hiểu được, nơi đây có người thi triển thần thông đang ẩn thân theo dõi bọn họ. Tuy nhiên không biết đây là ai mà có pháp lực kinh người như vậy, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể so sánh được. Nhưng xem ra đối phương cũng biết bọn họ lực lượng rất lớn nên không muốn hiện thân đối đầu, chỉ là lạnh lùng một bên giám thị mà thôi. Kể từ đó, Hàng Lập cũng không muốn làm lộ sự tồn tại của bọn họ mà ra vẻ chẳng biết gì cả liền rời đi. Hắn nghĩ những người này cũng không có can đảm xuất hiện ngăn cản. Vừa rời khỏi hoàng sa phong trận, bọn người của Hàng Lập lập tức độn quang, mấy người hóa thành những lốc xoáy màu hồng, dùng tốc độ cao nhất phá không mà bay đi. Phải biết rằng, tuy thỉnh thoảng mới có pháp sĩ tiên phong nhưng không bao lâu sau đó pháp sĩ chủ lực sẽ đến nếu trong khoảng thời gian ngắn này còn chưa thoát ra khỏi vùng đất hoang dã này thì tánh mạng thực sự là đáng lo ngại không kể pháp sĩ trong đại quân là tu sĩ cấp cao nhằm bọn họ mà ra tay còn có vô số pháp sĩ chặn lấy thì bọn họ cũng không thể chạy thoát được cho nên bọn người nam lũng hậu cũng không nói một lời chỉ buồn bực tăng tốc mà bay đi lấy thu vi thâm hậu của bọn họ tiếp tục tăng tốc chỉ cần sau nửa ngày để nhìn thấy một cái vùng đất màu xanh biếc xuất hiện xa xa Tốt, cuối cùng có thể thở ra một hơi rồi. Xem ra lúc này đây á đã không còn nguy hiểm nữa. Ở phía trước dẫn đường Nam Lũng Hậu nhìn ra tình hình, liền thở ra một hơi dài, liền mỉm cười, đồng thời giảm bớt tốc độ. Tiêu hào lượng lớn pháp lực trong thời gian dài như vậy, cho dù hắn cũng có chút khó chịu, cũng phỏng theo người khác mà giảm lại tốc độ chạy trốn. Được rồi, đến đây rồi thì không còn chuyện gì nữa. Lúc này bọn người mộ lăng dù có hối hận cũng không thể nào đuổi theo chúng ta được đâu, người có khuôn mặt ngâm đen thoải mái nói, hiển nhiên cho rằng lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm. Không thể khinh thường, pháp sĩ có rất nhiều nhân vật lợi hại, có pháp lực mạnh cũng không phải là khó tin. Ôi! Lão già áo trắng nói lớn một tiếng, ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía sau. Hàng lập thấy như vậy trong lòng vừa động, đang lúc muốn mở miệng nói cái gì đó, thì từ phía sau ẩn ẩn truyền đến âm thanh chói tai rất lớn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, âm thanh quái dị này tăng thêm ba phần. Lần này, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, đồng loạt quay đầu lại phía sau. Chỉ thấy ở chân trời xa xa xuất hiện một bạch quang chớp động, một vầng sáng không lớn lắm hiện ra, làm cho người ta há mồm trợn mắt chính là cái tốc độ bay tới chỗ này cực nhanh. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta cảm thấy không thể tin được. Không tốt, đây là pháp khí ngự phong xa, bên trong khẳng định là pháp sĩ cùng đẳng cấp với chúng ta, nếu không tuyệt đối không dám đuổi theo đâu. Lão già áo trắng liền nhận ra vật đang bay tới, thần sắc lộ ra chút kinh sợ, bên trong có năm tên pháp sĩ đều là nguyên anh kỳ như chúng ta xem ra bọn họ không phải là muốn đánh bại chúng ta mà là muốn cầm chân kéo dài thời gian để chờ diễn binh tới đó vương thiên cổ sau khi dùng thần thức quan sát khuôn mặt trầm xuống giải thích không thể cùng bọn chúng quần đấu rồi đối phương có năm tên pháp sĩ không thể trong khoảng thời gian ngắn mà đánh bại được hơn nữa nếu động thủ thì không cách nào thoát thân hay là chúng ta tách nhau ra đều tự thi triển thần thông một mình hành sự đây có mấy cái ngọc giảng nè mỗi người một cái bên trong ghi nhớ địa điểm kế tiếp đó sau khi tách ra ba ngày chúng ta tập hợp lại ở chỗ này nam lũng hầu sau khi nói xong mấy lời này lập tức vứt ra mấy cái khối ngọc giản giống như như đúc ném cho mỗi người một khối sau một lúc trì hoãn đã có thể thấy rõ ràng ngự phong xa ở đằng xa chư vị đạo hữu tự bảo vệ bản thân ba ngày sau gặp lại nam lũng hầu cũng không hề trì hoãn kim quang toàn thân tỏa ra bắn đi về phía trước lão giả áo trắng thì khuôn mặt trầm xuống liền hóa thành một đạo bạch hồng chạy một hướng khác với của nam lũng hầu sau khi tất cả tiếp nhận ngọc giản cũng không ai trách cứ gì đều vội vã dùng bí thuật chạy đi tứ phía hán tử mặt đen cả người toát ra hoàng linh hỏa lãnh đạm cao vài thước toàn thân hạ xuống phía dưới liền trực tiếp chui vào bên trong lòng đất không có bóng dáng để thị triển đụng thổ thuật để chạy trốn rồi lão phụ nhân thì trong tay chớp động ngân quang một con bạch hạt liền xuất hiện trong tay lão sau khi thổi một ngụm linh khí một con bạch vũ linh hạt bị mây trắng bao quanh xuất hiện ở trước mắt lão phụ nhân liền bay lên trên người của bạch hạt bạch hạt sau khi kêu lên một tiếng dài một người một hạt đã bay xa hơn cả trăm trượng còn tên tu sĩ mặt lạnh họ vu thì quanh thân phát ra ngân quang hai tay sau khi bắt pháp quyết chẳng biết cùng bảo vật gì hợp lại thành một lại hóa thành một giáo lông màu bạc hướng không trung bay đi chui vào trong đám mây không rõ nhân ảnh vương thiên cổ vương thiền cùng yên như yên ba người chẳng biết sử dụng cái bí thuật quỷ linh môn gì đang hóa thành một đạo hắc mang to lớn liên tiếp bay lên không trung mà trốn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba người đã hóa thành một điểm đen, tốc độ chạy trốn cực nhanh biến mất vô tung. Động tác của Hàng Lập cũng không hề chậm, cơ hồ từ khi mới nhận ngọc giảng thì Hồng Quang đồng thời xuất hiện, một chiếc áo choàng màu đỏ đậm, đó chính là huyết sắc phi phong, bỗng nhiên xuất hiện ở trên người. Sau khi hắn chọn phương hướng, liền không chút chần chờ, truyền lượng lớn linh lực nhập vào trong chiếc áo choàng tiếng vù vù phát ra từ trên chiếc áo choàng xích quang phóng ra hàng lập hóa thành huyết quang bắn nhanh ra tốc độ cực nhanh không hề chậm hơn so với người khác bao nhiêu thậm chí hắn còn có chút nhàn hạ quay lại liếc mắt nhìn ngự phong xa xa đang đuổi theo ở đằng sau dù vẫn còn cách xa hoàng khá xa nhưng với thần thức cường đại của hạng lập trong chớp mắt liền nhìn ra mọi việc bảo vật này hình tượng thật là quái dị chỉnh thể của nó phản phất giống như là một cái thú xa trắng tinh chỉ là phía trước không có linh thú kéo cũng không có bánh xe mà hai bên trái phải của chiếc xe đều vươn lên một cái cánh gỗ màu đỏ đậm chừng bảy tám trượng trên mặt có phù văn chi động đang có ngũ sắc lưu động không ngừng hàng lập lại dùng hai mắt nhìn kỹ lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra ngự phong xa phần thân nhẵn nhụi trắng tinh chẳng biết do xương thú nào luyện chế thành mà lại ẩn chứa một cổ sắc khí hung bạo bởi vì có bạch quan ngăn cản hàng lập chỉ có thể quan sát đại khái hình dáng của mấy người ngồi trên xe hơn nữa bởi vì chưa bao giờ cùng pháp sĩ giao thủ Hàng Lập cũng không có đủ dũng khí dùng thần thức thăm dò bên trong ngự phong xa, mà quay đầu dùng huyết sắc phi phong bay đi, hướng phía nam của mộ lan thảo nguyên lập tức bỏ chạy. Sau một thời gian ngắn, Hàng Lập và chính người kia đã bay xa đến hơn 10 dặm. Ngự phong xa kia đuổi tới đám người của Hàng Lập vừa chia tay, Hàng Lập cũng không tự chủ được quay đầu nhìn lại chiếc xe. Kết quả là ngự phong xa bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo, bạch mang chớp động vài cái, bốn bóng người trước sau xuất hiện, ba nam một nữ, Tiếp theo, bốn pháp sĩ tụ tập lại một chỗ, sau vài câu thương lượng, cả bốn liền chia ra bốn hướng đuổi theo bọn nam lũng hầu. Còn phương hướng của Hàng Lập lại không hề có ai đuổi theo. Hàng Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, vừa định thở dài một hơi, thì lại nghĩ ra bỗng nhiên thầm kêu một tiếng không ổn. Cơ hội cùng lúc đó, ngự phong xa đang dừng lại, quay mạnh vài cái, liền hướng Hàng Lập mà bay đến. Âm thanh xé gió thật kinh người, tựa ma âm chui vào đầu óc, làm huyết quang hiện lên trong sắc mặt của Hàng Lập, sắc mặt lập tức rất là khó coi. Nhưng sau khi Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, quanh thân hào quang kịch liệt chói mắt, Hàng Lập lập tức tăng tốc lên ba phần, huyết sắc phi phong cũng bắt đầu phát ra âm thanh vù vù. Hai người hai ánh sáng, huyết quang phía trước, bạch quang ở phía sau, sau khi hai người cách xa nhau hơn 10 dặm, bắt đầu một chạy một đuổi. Pháp sĩ ngự phong xa kia có tốc độ kinh người, nhưng huyết sắc phi phong trên người của Hàng Lập lại không kém là bao nhiêu. Hai người lại thành cục diện dằn co, trong lúc nhất thời không thể tiếp cận. Một lát sau, bọn họ một trước một sau bay vào bên trong thảo nguyên. Không bao lâu sau, hai luồng ánh sáng liền mất dạng vô ảnh vô tung trên bầu trời thảo nguyên, truy đuổi đến nơi thâm sâu trong thảo nguyên. Hàng lập cùng ngự phong xa phi độn với tốc độ kinh người. Chỉ một lát công phu đã xâm nhập vào mẫu lan thảo nguyên cách trăm dặm. Hàng lập một mặt lấy huyết sắc phi phong, huyết quang bao quanh nhanh chóng phi độn, một mặt thần thức quét đến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ đã đem cái áo choàng xuất ra uy lực lớn nhất nhưng không ngờ vẫn không thể cắt đuôi được phong xa. Trách không được cái lão giả tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ vừa đuổi theo sắc mặt cũng biến sắc. Ngự phong xa này đúng là một kiện đỉnh cấp phi hành dị bảo. Trừ phi thi triển lôi độn thuật hoặc là huyết ảnh độn, nếu không thì không cách nào thoát khỏi đối phương. Bất quá hàng lập mới tu thành Nguyên Anh còn chưa có cùng tu sĩ đồng cấp giao thủ. Mặc dù hắn đối với pháp bảo của mình tự tin, nhưng đối với thực lực Nguyên Anh Kỳ chân chính mạnh yếu như thế nào hắn cũng không có rõ dù sao tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không hề dễ dàng tỉ thí chính là hắn gia nhập lạc vân tông vài năm cùng với hai vị lạc vân tông trưởng lão chỉ nói chuyện tu luyện nhưng chưa bao giờ thử qua còn lúc ở Điện thiên thành nam lũng hậu cũng chỉ dùng thần thức cùng hắn luận bàn căn bản là không có xuất hết thực lực trước mắt xem ra vị pháp sư trên ngự phong xa ở đằng sau là một đối thủ tốt hơn nữa hắn đối với linh thuật thần thông cũng cảm thấy hứng thú nếu ra tay có thể đánh lui thậm chí giết chết đối phương đương nhiên là tốt rồi nếu không được thi triển phong lôi xí chạy thoát cũng là chuyện dễ dàng cùng đối phương giao thủ cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu nếu không hắn sợ sẽ có phát sinh huống chi bây giờ đang ở mộ lan thảo nguyên càng không thể tham chiến hàng lập trong lòng nhanh chóng tính kế lúc này huyết quang chợt hiện vài cái lập tức ảm đạm đi thanh quang bùng phát đồng thời khi hắn dừng lại một thân quang ảnh đã xuất hiện ngay ở đằng sau hàng lập quay đầu đối diện với hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch quang đuổi đến hàng lập vùng tay áo hơn chục kiếm quang màu xanh từ trong bay ra trước mặt hắn xuất ra tầng tầng kiếm trận khí thế kinh người chính mình cùng tu sĩ nguyên anh khác lật đầu giao đấu hằng lập tự nhiên sẽ không khinh thường ngoại trừ 72 thanh phi kiếm thanh trúc phong vân kiếm xuất hiện ra hắn lại vỗ vào túi linh thú bên hông tam sắc phệ kim trùng hóa thành một đám trùng vân rậm rạp ngay trong không trung nhưng theo chú ngữ trong miệng của hằng lập phát ra tất cả phi trùng xoay quanh một lúc rồi trực tiếp hạ xuống hàng lập trong mắt tinh quang chớp động hai tay dương lên hai đạo pháp quyết đánh tới cái đám phi trùng nhất thời thanh quang bọc lấy đoàn trùng vân rồi phủ lên trên người của hàng lập một lát sau tam sát trùng hiện thành giáp trùng trên người của hàng lập trong suốt cổ phát thanh quang lóe lên nhàn nhạt, nhạt, nói đến cũng khéo hàng lập vừa dừng lại thì phía sau ngự phong xa cũng vừa truy đuổi tới tu sĩ trong xe vừa chứng kiến một màn kinh người khi thấy trùng giáp hình thành tuy nhiên phong xa đuổi theo cũng không kiên kỵ tốc độ giảm lại cách hàng lập khoảng trăm trượng rồi dừng lại hàng lập mặt không đổi sắc liếc nhìn một cái nhưng cơ hội này hai tay vừa lộn một tay xuất ra hoa lam một tay xuất ra cái tiểu chung sau đó liền đem tiểu chung ném tới ngân quan chấp động tiểu chung đón gió mà lớn lên trong phút chốc hóa thành cự đại hướng phía đối diện mà vọt tới cùng lúc này hàng lập tâm niệm vừa động trước mặt bảy mươi hai thanh phi kiếm lóe lên lấy một hóa ba liền hóa thành hơn hai trăm thanh sắc kiếm quang sau đó hàng lạp hô đi một tiếng thanh âm vừa xuất tất cả kiếm quang chấp động cùng nhau hóa thành một trận sóng lớn theo sát ngân chung hướng đối diện mà cuồn cuộn lao đi với ý đồ rõ ràng là muốn xé cái ngự phong xa thành mảnh nhỏ lúc này ngân chung bắt đầu khai triển thần uy vừa bay đến trên xe liền quay tròn một tiếng chuông truyền ra mắt thường có thể thấy từng đợt sóng màu bạc lấy cự chung làm trung tâm tràn tới ngự phong xa nếu pháp sĩ trong xe không có đề phòng thì hàng lập tin tưởng một kích này cũng làm cho đối phương ăn đau khổ không ít Mặc dù tiểu chung này là cổ bảo, trước sau không có cái gì thay đổi, nhưng theo tu vi của hạng lập tăng tiến thì uy lực ngày càng tăng lên. Một khi đã xuất ra thì uy lực so với lúc còn kết đang không thể sánh bằng. Tuy nhiên, tu sĩ trong xe cũng không có trực tiếp đón đỡ. Chỉ thấy ngự phong xa vừa động, liền cách xa hơn 10 trượng, vừa lúc thoát ra cái chỗ sóng âm bao phủ. Tiếp theo, trên xe bạch quang đại phóng, bỗng nhiên một bóng người từ trong bạch quang bay ra lơ lửng trên xe. Kiếm quang lúc này cũng nhanh chóng bắn tới, người trên xe thấy vậy cũng không hoang mang một quyền giơ lên bất chợt một tầng lam quang xuất hiện trên đỉnh đầu cách mấy trượng vừa lúc kiếm quang đánh tới trong nháy mắt âm thanh bạo liệt phát ra mặc dù quang mang chớp lên không ngừng nhưng trong thời gian ngắn cũng bình yên vô sự ở phía xa hai mắt của hằng lập thấy cảnh này thì sắc mặt khẽ biến lúc này cái vị tu sĩ kia trong miệng niệm chú một đạo lam ti tầm trong miệng xuất ra trong nháy mắt hóa thành cự mãn hung hăng hướng thanh hồng kiếm quang mà đánh tới nhất thời thanh lam lưỡng sắc quấn vào nhau thỉnh thoảng âm thanh ầm ầm truyền ra giờ phút này cái tên tu sĩ mới phất tay một đạo pháp quyết bay đến phía trên của ngự phong xa chiếc xe nhanh chóng thu nhỏ lại tự động bay vào trong tay của tu sĩ kia hắn thông dòng cất vào túi trữ vật sau đó người này nâng tay lên rồi nhìn về phía hàng lập lộ ra khuôn mặt âm trầm khô gầy hàng lập thấy như vậy con người co lại tu sĩ này dung mạo khoảng sáu tuổi trên hai má có một ít hình xăm màu xanh cổ quái nhưng làm cho hắn kinh ngạc không phải là mấy cái đó mà là trên người đối phương linh khí ba động kinh người đúng là một kẻ nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp sắp đột phá nguyên anh trung kỳ trách không được có thể dễ dàng đỡ hai kích của mình mà hàng lập cũng thấy rõ ràng cái tận lam quan đối phương không phải trống rỗng thi triển ra mà là một quyền xuất ra những cái hạt châu lớn bằng nắm tay về phần cự mãn màu lam kia thần thức hắn đảo qua vẫn không thấy là vật gì thật sự là do linh lực tạo thành điều này càng làm cho hàng lập thêm ba phần kiên kỵ hàng lập sắc mặt đầy vẻ băng hàng tay kia xuất ra hoa lam cổ bảo bạch quan bắt đầu chớp động tùy theo hắn mà tế xuất ra dừng lại các hạ tuy pháp thuật không thấp nhưng lại quá gấp gáp đi tại hạ chưa mở miệng nói chuyện sao đậu hữu nở lòng nào một lời không nói lại công kích lão phu lão giả vừa thấy hàng lập cử động sắc mặt ngưng trọng quát tu sĩ cùng pháp sĩ có cái gì để nói sao hàng lập nhướng mày lạnh lùng nói bất quá hắn cũng điều khiển ngân chung khiến cho cổ bảo đình chỉ công kích đứng bất động trên không Hòa làm trên tay liên Quang cũng thu lại Hắn muốn nghe xem cái vị pháp sĩ kia muốn nói cái gì Nói như vậy cũng không sai Nhưng tôi gì đến cảnh giới này rồi Thì có khi không cần nhất định người sống ta chết Chỉ cần đạo hữu trả lời Có thể làm cho một mẫu hài lòng Bổn thượng sư có thể chừa cho đạo hữu một con đường sống Lão giả cười hắc hắc, lờ đã nói Trả lời Ta không có gì để nói với các hạ hết Chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút thôi Hàng lập nhìn thẳng lão giả cười nói Trên miệng lộ ra vẻ chăm chọc Đối phương muốn hỏi cái gì hắn không cần nghĩ cũng đoán được tám chín phần nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ xuất hiện tại đây cho dù người nào thấy trong tâm đều có kinh nghi xem ra đạo hữu lại cự tuyệt ý tốt của tại hạ một lão giả nghe hàng lập nói như vậy sắc mặt có chút âm trầm hàng lập hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên phi trùng trên cao phía trước rung nhẹ một cái vốn thanh sắc kiếm quang đầy trời lúc này bỗng nhiên hợp lại thành một thanh cự kiếm lớn tầm hai ba mươi trượng dùng thế sát đánh không kịp bưng tay quái mã màu lam nhanh chóng bị chém đoạn thân thể cự kiếm không khách khí chém thẳng vào lão giả họ mục quyết đánh hắn thành tro bụi thấy cái cảnh này một lão giả trên mặt hiện ra một tia dữ tợn không có nói nhiều xuất ra một quả hạt châu to bằng nắm tay rồi sau đó há miệng phun lên đại châu một đoàn tinh khí làm quàng của bảo châu lóe ra nhanh chóng bay lên trên tường đạo lam sắc tế ti theo viên châu bay ra trong nháy mắt xuất hiện một tấm lưới màu lam sắc cùng lúc đó lão giả trong miệng niệm chú hai tay bắt pháp quyết trên người linh quang màu lam phóng lên cao hình thành một đoàn lam quang lơ lửng trên đầu cự kiếm đã chém xuống cùng quang võng kia kịch liệt va chạm không ngoài suy tính của hàng lập hơn 200 kiếm quang ngưng kết thành cự kiếm vậy mà quang võng này có thể dễ dàng chống đỡ kết quả một âm thanh lớn vang lên